Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh kèm mưa, phía Nam thì ngày nắng. Ngày mai Bắc Bộ trời nhiều mây, phía Tây Bắc Bộ mưa rào vài nơi. Trưa chiều sẽ giảm mây và trời có nắng. Nhiệt sẽ dao động trong khoảng là từ 15 cho tới 26 độ. Còn phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, kèm theo gió Đông Bắc thổi. Trời sẽ rét với ngưỡng nhiệt dao động trong khoảng là từ 16 cho tới 21 độ. Với khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rải rác kèm gió nhẹ. Trưa chiều trời giảm mây, trời nắng. Mức nhiệt ngày trong khoảng là từ 19 cho tới 26 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận nhiều mây, trưa chiều hứng nắng, mức nhiệt từ 22 cho tới 29 độ. Với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đêm sẽ có mưa rào vài nơi, ngày sẽ nắng. Với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác của Nam Bộ, lưu ý nhiệt cao, cảm giác oi nóng, dao động trong khoảng là từ 22 cho tới 34 độ. Mức nhiệt tại các tỉnh thành Tây Nguyên dịu hơn nhờ lợi thế là địa hình, dao động trong khoảng là từ 17 cho tới 30 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét. Còn quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông, gió đông bắc từ cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Tầm nhìn xa ở hai quần đảo trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.